Cô gái trẻ có tài linh con kỳ đà, Lisa, Singapore năm 2006. Trong danh quyền quý Jesus Christ. Các bạn đang xem cuộc trình giảng phúc âm chữa lành và giải cứu một sư TV Joshua tại Singapore. Trong danh của Jesus Christ. Trong giờ cầu nguyện tập thể cho đám đông, trong danh của Chúa Giêsu Christ, ma quỷ đã không chịu nổi, nên phải phơ bày, biểu lộ ra dưới ánh sáng của Chúa Giêsu, dưới ánh sáng của Thượng Đế. Amen. Đây là những con người được kéo ra khỏi đám đông con người. Đây là tà linh con kỳ đà. Các bạn đang xem cô gái này đang biểu lộ tà linh con kỳ đà, bò đi như con kỳ là, hành động như con kỳ đà, con thằng lằn. Đến đây, con về. Cô cần phải được giải cứu và con gái của cô cũng cần phải được giải cứu. Cô có tà linh của một con Lisa, con kỳ đà. Tôi có thể ngửi mùi của nó. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Các bạn thấy tà linh trong con người khiến người ta không thể tự chủ và làm những hành động như con kỳ đà. Wow, can you see? Các bạn có thấy chưa? Người là ai? Who are you? I am the king. À, là vị vua của Á Châu. Đừng. Trong danh quyền quý của Chúa Giêsu Christ. The mighty name of Jesus Christ. Các bạn đang xem sư TV Joshua đang cầu nguyện đuổi tà linh ra khỏi cô gái này bằng sự sáng của Đức Chúa Giêsu, bằng sự sáng của Đức Chúa Trời toàn năng, để đẩy lui tất cả quyền lực của sự tối tăm trong người cô gái này. You are free. Cô đã được tự do. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Tên tôi là Margaret. My name is Margaret Tan Sin Hua. I'm 39 tuổi, years old, từ Singapore. And I'm from Singapore. I'm a Singaporean. Nhà tiên tri một sư TV Joshua đã tiên tri rằng tôi là có một tà linh Lisa, con kỳ đà. Điều này là sự thật vì cả hai tôi và con gái của tôi có tà linh này và tôi muốn giết con gái của tôi. Tà linh này đã bị trục xuất ra khỏi con người tôi cũng như ra khỏi con gái của tôi. Và bây giờ đã được giải cứu, cô có lời hứa gì cho Đức Chúa Trời không? Tôi sẽ hứa phục vụ Ngài. Tên tôi là Margaret Tan Sin Hua, 39 tuổi, đến từ Singapore. Và khi mục sư TB Joshua cầu nguyện cho tôi và đã tiên tri rằng tà linh con kỳ đà ở trong bên trong tôi và trong đứa con gái của tôi, và đây là sự thật. Tà linh ở bên trong tôi bảo tôi hãy hãm hại cũng như giết đứa con gái của mình. Và khi nhà tiên tri mục sư TB Joshua cầu nguyện cho tôi,
Tôi đã không cần phải dùng hết những lọ thuốc này nữa. Trước khi phải đi ngủ, tôi đã được tự do, được giải thoát. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu Christ. Đây là những viên thuốc rất là đắt giá. Và những viên thuốc này có giá trị rất lớn đối với những người nghiện ma túy. Đây là những viên thuốc ngủ và không có bán ở ngoài thị trường. Ý cô nói rằng trước khi được giải cứu, cô phải sử dụng hết những viên thuốc này à? Yes. Vâng, như các bạn đã thấy, có rất là nhiều thuốc men. Đây là thuốc nhỏ lỗ mũi. Đây là cho bệnh viêm phế quản. Đây là thuốc ngủ. Con gái của tôi phải dùng thuốc nhỏ lỗ mũi từ khi 3 tuổi. Xin vui lòng cho biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua khi mục sư TB Joshua cầu nguyện cho bạn. Tôi đã được giải cứu và bây giờ không cần những viên thuốc này nữa. Và bây giờ tôi có thể ngủ như một em bé. Hallelujah. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu. Chúng tôi đã được giải thoát và tôi rất yêu thương con gái của mình. Madam, hôm nay cô cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy rất tốt và khi tôi thức dậy tôi không cảm thấy bị nhức đầu nữa. Amen. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu. Tôi xác nhận rằng tà linh trong tôi đã đi ra khỏi vì tôi không còn nghe giọng nói lạ bên tai nữa. Như vậy cô đã được tự do rồi phải không? Yes, tôi đã được tự do. Cảm ơn. Xin Chúa chúc phước trên cô trong danh Chúa Giêsu Christ. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì xin hãy lặp lại lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy vào lòng con hôm nay, tha tội con, cứu linh hồn con, rửa sạch con bằng huyết quý báu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài làm mới lại cuộc đời con, cứu chuộc con, chữa lành con, giải cứu con, trong danh Jesus Christ. Amen. Sau đó, bạn hãy tìm đến một hội thánh nơi có lời kinh thánh giảng dạy và nơi có tình yêu thương thực hành với lời dạy. Vì bạn không thể lớn lên một mình, bạn cần mọi người xung quanh. Để đức tin được tăng trưởng hàng ngày, bạn cần phải đọc lời Chúa chậm chậm, đọc đi đọc lại, suy gẫm, cầu nguyện theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, giao phó mọi khó khăn cho Ngài và cảm tạ Chúa. Cầu nguyện thầm trong lòng 24 giờ trên 7 ngày, xin Chúa cắt khỏi con nhiều hơn và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt khỏi con sự tổn thương, ghen ghét, ganh tị, cay đắng, không tha thứ, kiêu ngạo, tánh tư dục, và cho con nhiều hơn tình yêu của Chúa, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, hiền lành, mềm mại, trung tính, tiết độ, thánh khiết, khiêm nhường của Chúa nhiều hơn. Amen.